Dạ, xin chào ông bà cô chú và anh chị và các bạn đã đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay Thoa rất là vui luôn là được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, là anh có biệt danh là anh Cá Lồng Tông, là anh theo dõi được biết là em Ngọc có bệnh, thì anh có muốn hỏi thăm sức khỏe em Ngọc và sau đó là giúp đỡ em Ngọc ạ. Dạ, thì Thoa cũng tới nhà em Ngọc rồi ông bà cô chú ơi. Dạ, thì xin mời ông bà cô chú theo chung với Thoa ạ. Ngọc. Để chị háo cái nút kìa. Dạ. Vậy đi, em đem đi ha. Dạ. Cái này là em ở nhà mình với Hiển á hả Ngọc? Dạ chị. Thì anh được biết là Ngọc ở một mình với em á, một cái chú thì ở xa với ba mẹ. Dạ. Em cái này khỏe không? Dạ, cũng rất khỏe, rất mệt rồi chị. Tại vì bao tử á, ăn uống không được á chị. Dạ. Rồi em có định đi khám lại không Ngọc? Dạ có. Định đi khám dạ, dạ. Chứ em mổ cái lúc trước là cái gì ta? Dạ em mổ bú cổ. Bú cổ. Dạ. Nữa đi lên Sài Gòn khám lại ha em. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay thì chị thay mặt cho anh Mạnh Thường Quân là anh Cá Lồng Tông á, là trước là đến hỏi thăm em, hỏi thăm dạ. sức khỏe, thì sau đó thì anh muốn giúp đỡ cho em một phần nào. Dạ. Dạ thì giờ đổi qua đây cho hai chị em dễ nói chuyện hơn mà cô chú. Dạ. Hiền nghề, Hiển thì cũng nghỉ hè ha. Dạ đúng rồi chị. Em hiện giờ là có uống thuốc gì không Ngọc? Dạ có chị. Em giờ là đang điều trị thuốc tây là thuốc bú chị uống hàng ngày. Với lại thuốc bao tử là em mua lãnh thuốc bắc á chị. Uống thuốc bắc, thuốc nam á, thuốc tán á. Dạ em uống mỗi ngày luôn. Dạ. Thì em khỏe thì em đi làm với Tám ha. Dạ đúng rồi. Khi nào khỏe thì đi quay buôn bán nhẹ nhẹ thôi. Chứ còn mà làm mấy chuyện nặng thì cũng được. Tại vì bệnh của em là phải cử. Dạ, cử nặng. Thì bác sĩ có kêu em đi tới khám chưa không? Dạ có. Thì bú là cũng tùy theo là 6 tháng, 1 năm vậy đó. Mình đi xét nghiệm lại. Rồi có được, em có đi khám tổng quát cũng lâu lắm rồi. Chắc cũng cỡ 6 tháng rồi đó, giờ mình đi khám lại được rồi đó chị. Mình cũng gần tới ngày đi khám. Dạ, tại vì trước đó em đi khám thì bác sĩ nói là em bị trào ngược dạ dày. Là có cho toa em uống thuốc cũng được 2-3 tháng luôn. Mà cũng bớt rồi, nhưng mà em vẫn mua thuốc thêm để uống hỗ trợ thêm đó chị. Dạ. Tại thường là chị thấy em ăn uống không được á, là hay ọ ống rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là cũng thấy khỏe rồi ha. Dạ. Làm những việc nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Cũng mừng. Dạ. Dạ. Thì ông bà cô chú này thì Thao cũng thấy là thay mặt cho anh Mạnh Thường Quân là anh Cá Lồng Tông là cũng đến hỏi thăm bé Ngọc. Dạ thì anh cũng muốn giúp đỡ bé Ngọc là hàng tháng là 2 triệu là từ tháng 5 dạ đến hết 2023. Dạ thì có với số tiền là mỗi tháng là 2 triệu và tổng hết là anh muốn trao một lần một mà cô chú là với số tiền là 16 triệu đồng. Dạ thì hôm nay là chị thay mặt cho anh tới gửi cho em ha. Dạ. Gửi cho em là số tiền là 16 triệu, em đếm lại ha. Dạ. Trao một lần một cho em. Dạ. Từ tháng 5. Từ tháng 5 đến hết 2023. Từ tháng 5. Dạ rồi, dạ đủ rồi chị. Dạ thì em rất là vui luôn anh ơi. Em kêu bằng anh đó chị. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Em chúc anh với lại gia đình của anh dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống ạ. Dạ thì anh ơi, em cũng thay mặt anh là gửi tiền cho bé Ngọc rồi ạ. Thì em cũng thay bé Ngọc là chúc anh được nhiều sức khỏe. Dạ, luôn thành công trong công việc. Dạ. Thì anh cũng muốn nhắn gửi cho em là thân thể bệnh nhưng mà tâm không bệnh, nên là cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, thì Thao cũng xin chúc ông bà cô chú và anh chị và các bạn dạ đã luôn xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, Thao và em Ngọc xin kết thúc video tại đây. Hẹn ông bà cô chú và các bạn đến video tiếp theo. Dạ, xin chào.